Freddy Krueger, Tiffany, cô dâu của Chucky, Jason Voorhees. Họ cùng một nhóm người hóa trang ra đường tối 31 tháng 10, nhưng không phải để đi chơi lễ Halloween. Hóa ra, họ lại là các cảnh sát cải trang để thực hiện nhiệm vụ bắt giữ hai nghi can buôn bán ma túy ở Lima, Peru hôm 31 tháng 10. Các đặc vụ kinh dị đã đột nhập vào nhà của một gia đình bị cáo buộc buôn bán ma túy ở San Juan de Lurigancho, phía đông bắc Lima, vào tối 31 tháng 10. Theo cảnh sát, hai người bị bắt đều là thành viên của băng nhóm Clan Balboa, một nhóm gia đình chuyên buôn bán ma túy ở khu vực lân cận. Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ 1.568 gói cocaine nhỏ và tiền mặt trong chiến dịch này. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.